Đại ca nghiền cái là không biết tiền các bạn ơi. Bữa đưa cho tờ đem trang hỏi đại ca nhiều, đại ca kêu 10.000 theo đầu thì cái mình dẫn đại ca qua chợ mua đồ ăn cho đại ca, cho tiền đại ca mất tiền, cho ông đem 5.000 hỏi bao nhiêu tiền, kêu 10.000 kèm kêu 50.000. Rồi hello chào anh em nha, hôm nay mình xuống nhà ông đại ca mình mấy tháng trời mình không thấy ông đâu, tưởng đại ca mình đi đâu rồi, chứ hôm nay mình xuống mình thăm nhà của đại ca mình thử các bạn ơi. 3-4 tháng mình không thấy đại ca đâu, ngày hôm qua thấy đại ca xuất hiện. Đại ca mình là làm nghề lụm dây chai nhân đại gia đình. Đó, dây chai. Đại ca. Đại ca đâu? Vào đây. Sáng chưa đại ca? Chưa. Đây các bạn ơi. Đại ca mình đây. Nè nhà đâu có gì đâu. Nè đại ca đang ở nhà hả? Đại ca ăn sáng chưa? Chưa, không có việc lấy mua đồ ăn sáng. Đại ca chưa ăn sáng luôn hả? Ở nhà rồi, hai nhỏ là dám bỏ đi đâu. Hai đứa con đại ca bị bệnh các bạn ơi. Nói chung là hoàn cảnh đại ca cũng khổ lắm. Khổ. Ngày qua có đi lượm với cha em đại ca? Có tình cái lắm chết chứ đây. Lắm chết, đâu đại ca ngồi xuống hỏi thêm đại ca. Ngồi không được, chân đeo ngồi. Chân đeo đi, đầu chết à. Rồi đây, mấy tháng nay không thấy đại ca xuất hiện. Ông ở nhà ít coi, ông hai ông canh đâu đi, chứ đâu lại đi. Hai nó nhỏ quậy quá hả? Quậy quá đi không được. Tài hôm nay có quậy không Tài? Không quậy hả? Phải đại ca đi, con dẫn đại ca đi ăn sáng, đi qua chợ mua chút gì, giờ về để nhà nó ăn nha đại ca. Dẫn, ông chở ông đi liền, ông không cho ông ở nhà đâu. Mày. Cho chở đi luôn. Chở sếp lớn này đại ca đây. Còn cô nhỏ đây ông quậy quá cho ông ở nhà nha. Tay vô đây Tay. Đây. Ăn sáng giờ ăn chưa? Chưa. Chưa hả? Đói bụng không? Đại ca bây giờ đại ca thích ăn gì đại ca? Biết xíu nữa Tay. Xíu nữa. Thuốc của mày. Nhỏ một đậu thuốc đại ca. Từ từ xong. Đại ca bây giờ con dẫn đại ca đi qua chợ chợ Hương. Bữa Hương đi ăn sáng, đi ăn bún bò, bún giò hay bún gì rồi con dẫn đại ca đi ra chợ mua thêm gì nha. Thường ngày công việc của đại ca các bạn ơi. Đại ca Tài với chữ Tài này là Tài đỡ hơn cu kia. Tài chở đại ca cái ba này, bao đựng chữ chai này. Đại ca ngồi xe đây. Để bữa nào cũng nghiên cứu đại ca với cái xi máy chứ. Đây các bạn ơi, còn cô em của Tài. Đây camera. Khỏe không? Anh em. Lì quá. Bóp khó. Lì quá phải bóp khó lại các bạn ơi. Máy trước là máy trước là tháo xích đi không đại ca? Ông đây này. Đập phá luôn ấy. Bể luôn. Đập bể luôn. Anh này thấy không? Đây là đầu khói, đây là còn nhỏ đúng không? Không, em ở nhà nha, anh dẫn biết liền, mới chứ đâu không biết. Em dẫn Tài chở đại ca đi xe đây á. Đại ca đi xe máy với con không? Tài đi xe máy luôn, để chạy nó ăn sáng với đại ca xem. Em dẫn đại ca đi qua chợ mua một ít đồ gì để dành ăn trong ngày nay nha. Chứ đừng rồi đại ca mưa đại ca nghỉ đi lụm dây chai ít hôm này với chân đang đeo này đại ca. Còn đeo mà. Dạ. Khớp rồi. Coi trận đại ca. Đại ca cứ chấm phẻ rồi nó trợn nha. Đây đường này gốm lắm không? Dạ. Rem rêu không đại ca? Đó. Bây giờ đại ca mình. Đại ca mình máy này chừng của chân đại ca mình đeo nên không có đi lượm dây chai được. Ngày hôm qua gặp đại ca hôm qua đại ca thấy em không? Thấy đại ca đó, hôm qua kêu đại ca đó. Hôm qua đại ca đó. Hậu với Hiệu chở Tài, anh với Triết chở đại ca anh. Bây giờ mấy anh em mình sẽ đi qua bên của Hương mình dẫn đại ca đi ăn sáng, rồi sau đó đi mua cho chợ. Mua ít đồ cho đại ca ăn rồi mình
gửi cho cả ít đồng với máy nè, đại ca chân đeo không có đi đường miễn trai được nha các bạn, bây giờ cũng sắp tới Tết rồi. Đại ca ngồi lên xe ra được không? Chẹp em bảo đại ca lên đây. Kỹ lên luôn. Lên được không? Chân đeo sao lên được? Ngồi đi. Bây giờ mình dẫn đại ca đi qua bên nữa. Bên quán ăn sáng nhưng đại gia đình. Rồi bây giờ mấy anh em mình đã tới quán để kêu tôi bún cho đại ca ăn. Đại ca kêu ngày tối qua chưa có gì trong bụng anh em ơi. Đại ca, vô đi đại ca. Đói bụng quá đây là. Đại ca từ ngày tối qua giờ chưa ăn hết các bạn ơi. Rất nhiều vô đại ca. Còn ít ăn bò đó. Đây cho mém chấm nha đại ca. Mời đại gia đình nha. Đại gia đình. Mình ăn sáng xem mình với đại ca và tài với mấy đứa nhỏ mình sẽ đi ra chợ mua về cho đại ca để đại ca bỏ để ở nhà để nấu ăn. Hôm nay mưa với đại ca chân đeo mấy ngày nay không có đi lượm đi chai nên đại ca hết tiền luôn đại ca. Tại tại kêu chỗ nào có đám cưới tại biết hết. Này, bên này bên nhiêu có đám cưới tại biết. Đại ca. Ủa mà mình đang gì khác à? Tại em đã kêu hai cái đồ chạy xuống hai cái thiệt luôn. Đầu hai cái. Chỗ trường cái với chỗ gần nhất cái. Là một luôn mà hai cái. Tài hay lắm các bạn ơi. Ở đâu có đám cưới hay là đám ma là tài biết hết á. Mời tất cả mọi người nha. Biết hết luôn hả? Chung là nhà anh em tài chú đồ của tài đồ cũng bị kiểu bị bệnh các bạn ơi. Nói chung tội lắm. Mời tất cả mọi người. Mời gia đình nha. Ngon không đại ca? Đúng bài luôn à. Tài bao lâu rồi Tài mới ăn được tô bún ngon nghe Tài? Tài ngon không? Kêu mày. Kêu đồng tính mày. Mình xạo không? Thì tính nhiều thiết. Phải phơ một chút. Dùng quán bún mừng mới ăn các bạn ơi. Bữa chị Nga về mình cũng dẫn chị Nga qua đây ăn à. Bún bò đây nó cá bún bò ở khác. Đúng rồi. Bún bò khác là bún tại bự. Cay không đẹp ạ? À? Không không? Cái bún bò Huế là bún đỉnh lắm. Bún đỉnh lắm. Mấy nay quê mình lạnh lắm các bạn ơi. Ở tầm có hơn 10 ngày nay là quê mình lạnh lắm, lạnh với mưa. Đến có chục ngày nay đại ca không đi làm được. Không có lụm dây chai được các bạn ơi. Rồi đại ca chẳng là hết đâu chân đi lụm lại hả? Đại ca nghiền cái là không biết tiền các bạn ơi. Hồi bữa đưa cho tờ đem trang hỏi đại ca nhiều. Đại ca kêu 10 ngàn. Theo đầu thì cái mình dẫn đại ca qua chợ mua đồ ăn cho đại ca cho tiền đại ca không biết tiền. Cho ông đem 5 ngàn, hỏi bao nhiêu tiền, kêu 10 ngàn, kèm kêu 50 ngàn. Ủa là sao là ca không biết tiền đâu cả? Biết chưa? Là bữa đưa tao 500 ngàn, kêu 10 ngàn. Bữa rồi. Bữa nó mệt. À bữa nó mệt là không nhớ tiền. À đại ca kêu bữa nó mệt là đại ca không nhớ tiền. Đại ca tài quá. Người thấy không? Quỷ là mới nhớ tiền, với mệt là đại ca không nhớ tiền nha. Anh em nào mà yêu quý đại ca với tài thì hôm nào á mình với mấy cô hậu cô Triết nè sẽ đi trải nghiệm với đại ca một ngày rồi đi lượm dây chai với đại ca một ngày luôn. Đại ca bữa nào lượm dây chai hú em đi lượm dây chai với đại ca ok không? Ok không bài? Bài nhớ nhà không? Đó lên chỗ đó là kêu anh nha. Lên chỗ đó kêu anh là tập trung là đi luôn. Mình đi lượm dây chai sáng đây chiều về. Không, chút chiều đi lượm dây chai lắm. Đó là đi lượm dây chai á, mình phải canh mi.
một là đám cưới, hai là đám giỗ. Mình cầm bao đấy mình đứng chờ gần tàn cuộc mình phi vô mình lượm liền, hiểu không? Trời nhắc rành dữ lắm này á. Ừ, nước ngon các bạn ơi. Đám cưới đi ngồi canh mà. Ủa đại ca, mình đi vô đám cưới mình lượm chai người ta có la đại ca không? Không không. Dạ chiều đại ca xuống chỗ đó lượm canh đại ca. Mà 9 giờ. Mà 9 giờ. 9 giờ ấy. Đại ca biết giờ dắt luôn các bạn ơi. Đẳng cấp đấy. Tài ngại camera sao mà hồi nãy nói chuyện được mà bây giờ tài hỏi hết nói. Ngại. Đại ca chạy em nó ra chợ, đại ca thích ăn gì đại ca? Đại ca à. Đại ca ra chợ, đại ca thích ăn gì? Thích ăn gì em mua? Thịt heo. Thịt heo hả? Ít thôi, mua nhiều. Ít thôi hả? Đại ca ăn cá không? Ăn tôm không? Ăn chưa? Đâu nói chung là mình mua vừa để hôm nào đẹp ca mình đưa tiền mua tiếp cho mua nhiều để nó hư các bạn ơi. Chua. Chua. Mấy 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 miếng rồi. Hai luôn. Dạ hả? Đấy, đại ca tội các bạn ơi. Đại ca ngày xưa là một thời gọi là lừng lẫy á, không phải đơn giản các bạn ơi. Điều chẳng qua sơ gơ thực thế thôi. Đúng rồi đại ca. Ngày xưa dạng là cũng dạng một ông trùm á, chẳng qua thời thế đưa đẩy đại ca bây giờ hơi khổ khổ thôi chứ. Gặp đại ca là lúc nào mình mua nước, mua thuốc rồi chỗ tiền đại ca. Đúng rồi đại ca. Như tài lúc biết lúc không biết sao. Ờ, đúng rồi. Tài thì đỡ hơn, nhị hơn cu xích mới nãy. Cu xích mới nãy, xích chân nặng hơn. Hai anh em hồi xưa, hồi nhỏ là cứ đi, đi rong mà đi là cả sớm đi kiếm mà. Thật sự... Đi kiếm mệt dữ luôn á. Thật sự nếu anh em nào ở Bình Định á, mình nghĩ là khoảng 70 anh em là biết biết tài, biết hai anh em tài. Vì tài lúc nhỏ hai anh em xích chân nhau mà đi bộ vô tới gần Quy Nhơn luôn các bạn ơi. Xích chân xích vô á, mình đi vô tới chỗ đó. Đi vô gần tới Quy Nhơn không đại ca? Không, đi bộ. Đi bộ ấy. Ủa đại ca, bữa đại ca kể vụ mà tài bữa đi ra ngoài Bắc bị sao đại ca? Bỏ nhà đi. À, cái bỏ nhà đi nè ca. Ừ. Rồi đi đâu nè ca? Bỏ nhà đi không không biết ở đâu hả? Không biết ở đâu? Ừ, không biết ở chứ biết ở đâu thì là biết được. À. Rồi sao kiếm về được? Ở quán nó điện luôn. Quán ra tới quả luôn. Mình ra chứ có người ở quả đó. Ừ. Ở trong này này. Ở tỉnh nào đây ca? Ờ, nó điện vô có ông bộ vô này rồi. À. Thì sao? Công an bắt được bắt cũng. Công an bắt công an quả bắt á. Công an bắt luôn hả? Ờ, rồi mình ra nhận á. Ở tỉnh nào đây? Không biết bây giờ họ tính nào chắc chịu quá. Không biết tính nào nè. Đại ca biết tính nào không? Thâu xem luôn. Đâu, nói chung là tài đi tài không có biết đâu. Tài đi biết đi vậy thôi chứ không biết đi đâu đâu. Hai anh em đi ghê lắm. Hồi nhỏ là đi kiếm là không biết bao nhiêu lần mà. Nếu tài là lên bá hơi bao nhiêu các bạn. Tài không dạng hơi bị nổi tiếng. Lên bá Bình Định. Ờ, lên bá Bình Định với bá Hội Nhơn liên tục đi tìm tài nè. Tài lên bá là sức tốt rồi gọi là nổi tiếng các bạn. Chứ không phải dễ lên bá đâu. Rồi bây giờ mình chờ đại ca với tài ăn xong mình mấy anh em mình sẽ đi ra chợ nhân đại gia đình. Rồi bây giờ mình đã dẫn đại ca qua tới chợ rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ dẫn đại ca đi mua ít đồ. Đây ca. Đại ca kêu đại ca thích ăn heo, thịt heo, mình qua mình mua thịt heo cá cho đại ca nha. Đây đại ca. Để mình đi dạo hôm nay chợ có bán gì không nhân đại gia đình. Dạ. Đại ca không có ăn sao ăn cua? Đại ca ăn cá gì không? Hay qua kia ăn tôm với ăn thịt. Đại ca ăn gì? Đại ca ăn gì? Dạ. À. Đại ca kêu để đi dọn trước đó. Nữa gì? Hôm nay dẫn đại ca đi chợ. Sao đâu có? Đi qua bên kia nhiều đồ không đại ca? Đại ca đi chậm chậm thôi đại ca, chân đeo đại ca đi nhanh vậy. Hôm nay dẫn đại ca qua chợ các bạn ơi.
Nhưng ở đây người ta thấy đại ca người ta nói đụng biểu đó, không thích đại ca đúng không? Chẳng là đi đâu mẹ. Chẳng ra con đi đâu vậy? Đại ca thích ăn tôm không đại ca? Ok đại ca không? Ăn tôm không? Đây đại ca. Đây tôm lấy một ký cho đại ca nha. Lấy cho một ký tôm đi. Tôm này đại ca gì là món gì đại ca? Canh. Dạ. Canh một cái coi như một cái. À đại ca kêu đại ca về nấu canh. Nấu canh với cái kho đại ca. Đình lắm nè. Đi. Nhiêu vậy? Đại ca đi xếp đồ đi để bỏ thêm bì nữa. Tài ai với Tài? Ủa coi coi đại ca đi lạc kìa. Đây đem theo chân đại ca. Ôi đại ca thấy rồi, đại ca thấy thấy đồ rồi. Sao đại ca? Đại ca ăn gì? Thịt bò hả? Thịt bò đại ca qua qua bên đây qua bà chị con này. Thịt bò phải không? Heo với bò vậy. Heo bò luôn phải không? Ừ. Đây 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 bên đây, bên đây đại ca. Đây đại ca ăn ăn nào. Để đại ca lựa ăn. Ăn chứ. Dạ. Đại ca ăn 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 cái nào? Cái đây đại ca ăn không ra đâu. Đại ca ăn. Đại ca. Đây đây ăn cái mềm ăn. Mềm mềm. Ăn. Nào lấy cho em cục đây đi. Dạ chị xác cơ mảng mềm em. Dạ xác cho đại ca em. Đây thịt heo đây đại ca. Đây đại ca muốn lửa nào? Cái nào? Đây không? Đâu? Một miếng hộp. Rồi cái nào nữa đại ca? Không. Một miếng nữa nha. Một miếng đi. Miếng nào nó ngon ngon đại ca? Đây nha đại ca. Đó. Chị cạo lông giùm mà mỡ quá. Mỡ quá. Mỡ quá không? Mỡ. Cái nào nạc nạc á. Đây đây ca. Đó. Đó. Chị cạo lông giùm em nha luôn nha. Đại ca mua rau không? Mua rau vậy ăn nhớ. Đi. Đây đại ca xuống đây mua rau. Hôm nay nhắn đại ca đi anh em thấy không? Cái đèn cấp ngày xưa là vẫn còn ngang đi thế. Phải chấp tay xe ôm cái này đó. Đó. Đại ca ăn trứng không? Trứng còn bé à. Dạ. Đại ca ăn trứng không? Trứng không đại ca? Đây không? Lấy cho em 20 cái trứng vậy. Đó. Ca thích ăn gì chỉ đi thì mình mua cho đại ca. Đại ca bữa nay mà. Đại ca hôm nay bệnh nên nói không được các bạn. Đeo cổ họng. Vậy sao dẫn hát phòng trà được đại ca? Được chứ. Được không? Được được rồi được, được. Đâu đại ca ăn gì? Được sống không? Bà con đậu có chuyện đó anh gì biết bên em nhà đây. Không? Không qua không? Để đại ca mình lựa nha. Nào mua gì nữa đại ca? Hủ qua cà chua đại ca mua gì? Chú. Dạ. Cà luôn. Cà chua hả? Lượm cho em cà chua vậy. Một ký nha đại ca. Dạ. Mua thịt đâu? Ông đồ mà cho ông anh nghe đồ làm sao mà ông? Mua nói là mua cái giò đấy thôi. Đại ca mua gì nữa đại ca? Mua rau thêm đi. Đại ca mình đi chợ là phải nhìn chỗ nào uy tín đại ca mới mua, phải đơn giản nè các bạn. Mua gì nữa đại ca? Thì bị mình sách cho người ta. Dạ. Thì đậu quy nè, đậu rồng không? Có đậu rồng không? Đại ca ăn nào? Không, đậu rồng trứng ăn cũng ra rồi. Đây đại ca ăn được không? Đây mềm ăn ngon. Ờ đây mềm ăn ngon.
lấy cho em Đạt 1 ký luôn. Rửa cho nó ngon ngon Đạt ơi em nha. Rào rào rào. Bán dở 3 ngàn bác á. Rào nhiêu tiền hả chị? Rào cái đây là 1 cái mốt này, không lem này, cái đây 30 này. Nem lem, cái đây nem nữa. Sao chọc không? Ủa nãy lấy trứng gì anh Toàn? Không, trứng mơ trứng trứng gì chứ. Là vậy. Bỏ hai cái mà nó sống. Trứng gì đâu. Kêu đưa nó đi. Có cái bị nữa chứ rất là. Đây là ăn trứng gà em này coi. Không không? Không ăn chứ dịch đó. Bao nhiêu tiền vậy? 70 ngàn. Có 20 luôn. Chạm cho có bị nữa đi, để sắp ra đồ nhiều cầm càng. 60 70. Rồi đi ra. Đi ra đây qua thứ đại ca thích gì để mua thêm nha. Không không. Anh được không? Không được. Đi đại ca. Mỏi chân không đại ca? Đó đại ca đi mỏi chân quá các bạn ơi. Đó này em. Vậy có thiệt cho đại ca em chưa vậy? Bao nhiêu tiền vậy? Anh em thấy bà chủ thịt heo má cũng 19 tuổi á. Mà đều bán thịt heo cái khổ quá, thay già già chú tới 19 tuổi nha các bạn. Dạ, dạ không. Thịt em đâu vậy? Đây hả? Rồi ăn gì nữa đây là? Thôi đại ca kêu thâu để mình đi mua bao nhiêu đó mình để chạm nó mình cho đại ca ít đồng nữa. Hôm nay đại ca không đi lượm dây chai được, đại ca đeo chân không có lượm đi dây chai được. Đại ca ăn đại bà đúng bà sướng. Đại ca ăn ăn trái cây không? Không không có. Đại ca ăn nào đại ca? Sao đại ca? Không có về chưa rồi. Về hả? Đại ca mua thêm gì không? Không, không nhiều. Ăn trái cây không đại ca? Không. Không hả? Rồi bây giờ đại ca kêu là đại ca bao nhiêu đủ rồi. Để mình về đại ca mình cho thêm đại ca ít đồng nữa. Đại ca dạo này đi lượm dây chai mà thất thu quá. Rồi bây giờ mình dẫn đại ca về nhà nha các bạn. Bây giờ mấy anh em mình vừa tới nhà đại ca. Mấy anh em mình có mua thêm một tô bún để cho cô em nó ở nhà về dùng buổi sáng chứ sáng giờ rồi từ tối qua giờ nói chung cô em cũng chưa ăn gì hết. Thôi đại ca. Đại ca cố gắng nha. Bây giờ chân đeo đó là chiều này mình xuống mình tiền ở đám cưới một cái là mình lụm được bán được vài chục ngàn 100 ngàn tiền lon đấy. Rồi mình anh em yêu quý hôm nào mình sẽ đại mình với đại ca với tài và mấy anh em trong team mình sẽ đi trải nghiệm với đại ca một ngày đi lụm dây chai nó sẽ như thế nào nha các bạn. Bây giờ mình vô nhà đại ca. Cái nhà đây nhà đại ca ở là không phải đại ca xây đâu các bạn ơi. Đây là nhà nước tặng á, nhà nước xây tặng á chứ đại ca không có tiền để mà xây nhà đâu. Đây là nhà của xã mình xây để tặng cho đại ca. Đây các bạn ơi. Ủa đại ca lượm hôm nào mới với chai nhiều với đại ca. Cũng lâu rồi đó. Ồ, anh em thấy không? Đại ca lượm với chai để tại ơi. Tại xuống chắc bún ra cho em ăn nha. Được bún nha. Đó. Không anh em đẹp trai phải đơn giản các bạn ơi. Ồ đại ca làm đủ nghề các bạn ơi. Dốt cọng dừa nữa nè, cọng dừa để làm chậu á các bạn. Với chai đồ. Đại ca lụm dừa nữa nè. Như thế này. À mua pin mua pin. Đây. Để thả xuống qua thử mấy nãy mà đại ca mua được những gì nè. Đây nè các bạn ơi. Mấy mua trứng vịt nè. Ý bà không?
phái tiếng Việt kìa. Hôm nay gì mình quay mất tiêu rồi. Rau này, cà chua, khổ qua, thịt heo, thịt bò, tôm này, tôm còn sống luôn à. Đại gia đình đó nhẹ luôn. Bây giờ mấy món đây tôm đại ca muốn làm món gì đại ca? Để mà ấy bữa làm chứ. Ấy đại ca rộng hay xong hay sao? Đâu, để bên kia để luôn lại như thế nào. Gì? Đại ca có tủ đại luôn ấy. Đâu. Đâu? Vô đâu? Đâu? Đại ca có tủ đại luôn các bạn ơi. Chắc tủ lạnh ai cho các bạn? Mua luôn hay có tiền ấy. Đây này, đại ca làm thêm dốt cộng dừa nè đại gia đình để bán hình như mấy ngàn một ký á. Ra đại ca ra đây em phỏng vấn đại ca xíu đại ca. Dạ, lâu quá không gặp đại ca. Đại ca bây giờ ngồi xuống đại ca. Đây. Đại ca chân đeo cho đại ca ngầu chân đeo quá hả đại ca? Đeo hết rồi. Đeo quá. Ồ đại ca qua đây ngồi cho sáng quay cho đại ca đẹp trai chút ơi. Đó chân này. Không có dép màng này, không mẹ đó. Đeo chân nào? Thấy dép màng này đại ca. Thôi giờ đâu còn dép màng đâu, nãy màng đỡ còn dép còn. Chiều đại ca lên trường ngay chỗ trường chỗ con thường ở nha. Đại ca gặp con chiều cũng qua cho máy đâu dép. Nói chung là một gọi là một thờ rồi là chinh chiến các bạn ơi. Hai anh em Tài là một trong những thành viên nổi tiếng ở tỉnh mình, lên báo mình nghĩ là tầm hơn 10 lần nổi tiếng đó. Nhưng mà Tàng là đi lạc thì lên báo. Đi hồi nhỏ nói giờ cũng nhiều lắm rồi đi. Của em đói bụng chưa? Đói hả? Tại sao nhân chế đồ cho em ăn? Bạn đó biết chế không? Chế này để tự rồi. Nói chung hôm nay mình cũng xuống lâu quá, mình mấy tháng mình không thấy đại ca. Mình tưởng đại ca đi đâu chứ. Đây hôm qua mình đi chơi cái mình gặp Tài với đại ca đi xe đạp, cũng qua đi lượm mấy chai đại ca. Hôm qua gặp Tài với đại ca mình hẹn sáng nay để xuống dẫn đại ca đi ăn sáng với mua ít đồ. Chứ ngày hôm qua đại ca kêu mấy ngày nay trời mưa lạnh, đại ca không có đi lượm mấy chai được nên gần có tuần rồi không có tiền. Sao có tuần không có tiền đại ca? Xong lên tìm em. Chúng nó bao đi nữa. Đi mà. Đi em chết nữa. Chết nữa. Tôi để nghĩ là gì đi mà. Nói chung là mật khẩu nội bộ các bạn ơi. Mật khẩu nội bộ. Đại ca, chiều lên mua cho máy đôi dép nha. Nói chung hôm nay mình qua chợ mình mua ít đồ cho đại ca để dùng đỡ dài hôm rồi hết. Hết mình mua thêm, chứ bây giờ mình mua dồn thì để đầu thì nó một phần là nó mắc ngon, chứ phần thứ hai là nó hư nha các bạn. Chứ mình gửi cho đại ca ít đồng để đại ca trang trải cuộc sống trên hồ hàng ngày. Cái đấy mình thì mình không có quay lên bắt công. Nhiều anh em yêu quý Toàn thì cũng nói, còn nhiều anh em là không thích đó, kêu có cho có vài trăm vài triệu mà quay lên làm gì. Nói chung là nên cái đấy là thôi mình giữ tài khoản nội bộ nha các bạn. Đây. Sao vô rồi? Sao vô con? Rửa đồ cắt Tài biết làm không? Ba làm hết rồi. Đại ca giỏi không? Thôi để xíu cái lũ con phụ lũ con rửa bỏ vô tủ cho đại ca nha. Không cần để rửa gì. Dạ. Còn cái đây trưa đại ca là đổ chả rồi kho tôm rồi xào thịt bò, luộc thịt heo đồ ăn đỡ ít hôm nha đại ca. Rồi lên địa bán danh của đệ tìm nha. Quá tuyệt vời. Để bữa nào Tết xuống nhà đại ca chúc Tết rồi lì xì đại ca ít đồng nha. Tuyệt vời. Nói chung là mấy nãy mình đi chợ nhiều người kêu sao dẫn đại ca mấy con bà chợ tôi thấy nó cực kêu rồi sao dẫn đại ca đi chợ này nọ. Nhưng mình trong mình ít quan tâm các bạn ơi. Nói chung mình cảm thấy cái gì mình đúng là mình làm. Nói chung là mình cũng ít khi quan tâm người ta nói gì á. Không cái biết chạy cũng lấy gì nhưng mà cũng cho đại ca đâu có
Thôi chắc bây giờ mấy anh em mình cũng xin dừng clip tại đây. Mọi người yêu quý Toàn và team thì cho Toàn một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha. Còn anh em cô chú nào thích hôm nào mấy anh em làm một ngày để trải nghiệm cái cuộc sống của đại ca với đi lượm dĩa chai thì mọi người cứ bình luận ở dưới giúp Toàn nha. Bây giờ mấy anh em mình xin dừng clip tại đây. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo nha.